đang việc bộ nội vụ chúng ta hay là ở Z4 thì kho gì thì thảo đúng không? Đang cứ đúng Z4 đúng không? Z4 thì là kho ngoài cả kho nhưng mà làm sao nổ ghê thế nhỉ? Mày đâu khói đâu? Mày mà sẽ có thông tin mới nhất về sự kiện này. Theo anh cho tôi biết là hiện tại bây giờ anh phán đoán là nó cái gì đang xảy ra chúng ta đây? Báo cáo anh là khả năng là ông trời hôm qua là ăn phải đồ thiêu. À, đồ thiêu. Thì ông đi ngoài ông đánh hơi to. À dạ vâng. Hơi động đất tí thôi. Thế theo anh thì nên xử lý cái tình hình này như nào nhỉ? Dùng bếp Berlin đấy. À dạ vâng. Xin cảm ơn anh. Thế còn anh cho tôi được biết là anh trả lời tôi là theo anh phán đoán liệu có phải là ngày tận thế đi không? Không à. Tất cả bà con hãy hết sức là bình tĩnh bởi vì chúng tôi đang thử một cái quả hạt nhân nhỏ. Xin mọi người hết sức bình tĩnh. À đây là một cái loại pháo hoa mới của Việt Nam chế tạo và chuẩn bị chống khủng bố phải không ạ? Đúng rồi. Vâng. Rất cảm ơn anh. Vâng. Thưa bà con, chúng tôi đang làm clip phỏng vấn một số đồng chí đang có mặt ở hiện trường một vụ nổ buổi sớm ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn.